Nó bình thường anh đưa vào nó phun anh hát. Anh cảm giác anh hát này cực lực cơ. Thế đây là một chiếc TV Acoustic à, đó là dòng model HS12C sử dụng bát 30. Chiếc súp này thì đã có bác khách tới tại cửa hàng của em, và sau khi đã thẩm âm về cái chất lượng của sản phẩm thì bác cũng đã quyết định lựa chọn chiếc súp này về bổ sung trong bộ dàn trong âm thanh trong gia đình của mình. Đây là hàng nguyên thùng các bác nhé. Đấy, sộp mút rất là dày dặn chắc chắn. Bên cửa hàng của Yama cũng đang bóc thùng để test kiểm tra lại để dán tem sản phẩm của bên cửa hàng của chúng em. Được bố trí sơn màu mận chín nhìn rất đẹp bóng đấy các bác thấy đây. Trong súp này thì tiếng bát quánh rất sâu lực, tiếng rất chắc. Bên này là chiếc đẩy CAVS, đây là mẫu đẩy 2 kênh, đó là dòng model DG2600. Đối với mẫu đẩy này thì có công suất thổi ra là 600W trên 1 kênh, đủ để các bác có thể đánh với rất nhiều các dòng loa nằm hay là những dòng loa full. Hai sản phẩm này được hai bác khách cũng đang có mặt tại cửa hàng của chị em, cũng đang kiểm tra các sản phẩm. Đấy, sau khi cũng đã test kiểm tra ok xong thì bên cửa hàng của chị em sẽ bóc thùng những sản phẩm, sau đó sẽ test lại và sẽ dán tem của bên cửa hàng của chúng em. Đây là lọc cặp loa full quad folder, đây là dòng model sử dụng bát 40 này. Cặp này thì có giá là 12 triệu đồng thôi. Các bạn thấy những cái sốt rất chắc chắn này, rất là dày. Người đây mới thấy thương em dài dầu nắng mưa. Bác nghe tiếng súp nó quánh rất là lực, tiếng bát trầm nóng ngực cũng rất là rộng. Cái dòng súp như này thì có mức giá là 6 triệu đồng thôi các bác nhé. Cái này thì có mức giá là 6 triệu đồng. Các bác thêm chiếc súp như thế này trong bộ dàn âm thanh trong gia đình của mình thì nó trở nên sẽ uy lực hơn, mạnh mẽ hơn, tiếng bát của nó sẽ sống động hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái mức giá cũng rất là phù hợp. Ở đây là hàng công ty, hàng chính hãng, cho nên các bác tẩy cho mình những mẫu súp như thế này thì các bác yên tâm rồi. Những mẫu súp như thế này thì trong thời gian vừa rồi thì được rất nhiều bác cũng đã lựa chọn các sản phẩm này của bên cửa hàng của chúng em. Các bác thấy khi ngắt bỏ súp đi thì âm thanh của nó sẽ trở nên cộng lốc hơn rất là nhiều. Còn tiếng súp thì thêm vào thì nó sẽ uy lực hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy. Sau khi test kiểm tra xong thì bên cửa hàng của em cũng đã dán tem rồi. Sau đây thì bên cửa hàng của em sẽ đóng lại vào thùng. Anh khách hàng thì anh cũng trao đổi bên cửa hàng của em thì anh cũng đã mua các sản phẩm của bên cửa hàng của em đến nay là cũng chục năm rồi. Anh em mua từ hồi còn ở Lai Châu cơ. Đấy. Về này thì bên cửa hàng của nhau cũng đã chuyển cơ sở về tại Hà Nội rồi. Đấy. Bên nào có gần khu vực Hà Nội như là các tỉnh lân cận thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ tới tại cơ sở của chúng em. Thêm một súp này vào trong bộ da này, quánh thì đã luôn. Đấy, con đấy ok. Con đấy là mẫu mới dòng KP12 đấy. Con đấy 30 anh ạ. 30. Con đấy KP12 là bát 30, 12 là bát 30, 10 là bát 25. Là 15 thì là bát 40. Anh giả tiền cho anh luôn. Chú tí về chú.